Dạ vâng, hôm nay ngày 14 tháng 6, 2023, Xuân Dũng quay trở lại phòng chẩn trị y học cổ truyền yêu thương cho không của cha Tường, cả nhà. Dạ vâng, Xuân Dũng đến đây và để xem thử là hôm nay bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh như thế nào đó cả nhà. Dạ. Xuân Dũng à? Dạ vâng. Một số bệnh nhân cũng đang đến đây để chờ chuẩn bị đến cái giờ khám bệnh chữa bệnh nha các nhà. Dạ, đây là bác 75 tuổi, ba của anh Huỳnh Dũng này. Thì bác cũng đến đây điều trị được một tuần rồi. Dạ, hình như là chính xác là 9 ngày đúng không? 8 ngày, 9 ngày gì đó, 9 ngày. Nghỉ 2 ngày, đúng 9 ngày. Nghỉ 2 ngày ha, 9 ngày. Thì như mọi người biết cái đợt là 9 ngày trước Dũng đưa bác đến đây á, là ở chỗ này nó sưng lên và nó đen, nó bị gọi là nó đỏ lên cái khúc trên này nè. Đó, bây giờ sau một số ngày điều trị bây giờ nó đã giảm xuống, nó rút về ngay dưới này rồi. Đó. Bác thấy đỡ hơn không? Dạ, đỡ hơn nhiều không? Nhiều ha. Dạ, lần trước là bác nói chuyện là nói không muốn ra luôn á cả nhà. Dạ, giờ nói còn có nghe tiếng này, nó bớt đau nữa cái chỗ nó. Dạ vâng, thưa cả nhà, thì hôm nay ngày 14 tháng 6 2023 tại phòng chẩn trị y học cổ truyền yêu thương cho không của cha Tường đón tiếp một bệnh nhân mới, và được biết là bệnh nhân đến từ Phú Quốc. Dạ. Và cô đây quý vị. Tuy nhiên thì mọi người đã thấy đấy, hiện tại bây giờ cô đang phải bị mổ như vậy đó, nên nó không nói chuyện được. À, cho nên là giờ Dũng sẽ hỏi thăm về cái câu chuyện của cái bệnh nhân này thông qua người nhà. Chào em ha. Dạ. Em là sao với cô ở đây ạ? Em là con. Con hả? Dạ. Mình đến từ Phú Quốc đúng không em? Dạ đúng. Thế là cô đang bị mắc căn bệnh gì? Mẹ đang bị mắc căn bệnh thanh quản tuyến giáp á, là cắt bỏ hết rồi, là nó bị nó ăn luồn hết, là cắt bỏ hết. Rồi bây giờ nó cứ mổ hai lần mà xả cũng hai lần rồi. Vâng, bác sĩ lên thì bác sĩ lần này á, nó tái phát nữa, bác sĩ kêu á, là phải vô quá chất. Nhưng mà quá chất thì sợ mẹ chịu không được, thì cũng nghe chị nhà giới thiệu rồi nói cha từ nữa như này chị gì mới đưa mẹ xuống đây. Và cô bị như vậy là lâu lâu chưa? Mẹ bị 2020. 2020. Trở tại thời điểm đó thì cha cũng đã dừng làm việc rồi. Sau 3 năm thì mới biết đến chỗ cha đây. Dạ. Dạ, mới biết đây. Nhưng mà mình cũng có đi phẫu thuật rồi thì cũng có đi vô hóa trị rồi đúng không? Phẫu thuật 2 lần, hóa trị 2 lần. Phẫu thuật 2 lần, hóa trị 2 lần. Dạ. Dạ. Thì trước khi mình đến đây thì mình biết thông tin từ ai? Em biết thông tin từ chị nhà mà. Chị dẫn xuống. À vậy hả? Chứ em cũng không biết, chị đưa em lên coi trên YouTube rồi đó. Em coi em tham khảo trên đó rồi em mới nhờ chị dẫn em xuống đây. À vậy ha. Rồi mình đã mang theo đủ giấy tờ cần thiết. Dạ mang theo đủ hết rồi. À. Với gia viện rồi của bệnh viện trung tâm ung bướu rồi đây. À đầy đủ hết rồi ha. Dạ. À. Là chị đây là chị giới thiệu qua. Dạ, chị biết từ thông tin từ chỗ cha Tường là từ đâu ạ? Chị là người viên đạo Chúa cho nên chị theo dõi cha là mấy năm nay rồi. Dạ. Thế lại có một người quen của chị ở Đắk Lắk. Cái dạ. Lúc mà chưa có dẹp á
là có súng đi chữa rồi. Dạ. Yeah. Cho nên là cái đợt vừa rồi là chị về chị hỏi thăm thì nói nó khỏi hẳn rồi. Nhưng mà bây giờ cha chưa có xin được giấy phép cho nên yeah. tạm thời là ngưng. Khi nào mà có giấy phép á, là cha sẽ thông báo. Yeah. Vậy xong cái đợt vừa rồi chị mới thấy cha thông báo là đã có giấy phép. Đó, vậy xong chị đưa người nhà chị đi khám bệnh ở bệnh viện Ung Bíu. Chị mới thấy cô mấy em đây khám bệnh ở đấy đang chờ là lấy giấy để vào đóng tiền để vào thuốc gì đó. Yeah. Xong chị mới nói chuyện là cô bị sao, xong nói chuyện như vậy, xong chị mới nói vậy thì cô chữa ở đây á nó không có khỏi thì bây giờ con giới thiệu cô xuống Tra Tường ở dưới Trà Vinh. Xong cách đây mấy hôm chị cũng có gọi cho em mà không có được. Dạ. Yeah. Chị liên hệ tìm số thì liên hệ với cha. Dạ. Yeah. Tóm lại là chị với cô đây là không quen biết gì, chẳng qua là thấy bệnh nhân về thấy họ đi chữa bệnh mà thấy nó cũng không có thay đổi chứ không thuyên giảm, cho nên là chị muốn là hỗ trợ về chỗ Tra Tường thôi. Dạ dạ. Mà người quen của chị đã từng chữa ở đây khỏi. À vậy ha. Cho nên là chị muốn là giúp được ai cái gì giúp á, là đưa xuống cha vừa chữa không mất tiền mà lại uống thuốc nam nó không bị đau đớn. Dạ. Rồi cảm ơn chị nhiều ha. Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin đến bệnh nhân. Dạ. Quay trở lại cho anh hỏi cô là cô tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mẹ Trần Thị Nghĩa, sinh năm 66. À nhá hả. À, từ khi cô phát bệnh 2020 đến giờ thì theo cô á, là sau những cái lần phẫu thuật và đi hóa trị đó thì cô thấy cái sức khỏe của cô và cái bệnh tật của cô có được thuyên giảm hay không? Có thuyên giảm không? Không hả? Tức là những lần phẫu thuật và hóa trị đó thì có thuyên giảm không á? Là không thấy thuyên giảm. Dạ. Dạ vậy ha. Đó. Thì ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 là đến để xin được cha chữa trị phải không? Dạ. Thì cô có biết là thông tin ở đây là chữa trị hoàn toàn miễn phí không? Cô có biết thông tin này không? Có chị nói. Có chứ ha. À đó. Thì đó, đến đây thì chữa mình không có mất tiền. Dạ, không bất kỳ mất một cái khoản tiền nào. Tuy nhiên thì vì cha chưa có đủ điều kiện để được cho bệnh nhân ở lại nội trú, cho nên chúng ta phải đi mướn khách sạn hoặc nhà trọ đâu đó đến, và hàng ngày thì cứ đến giờ hành chính thì đến để cha chữa bệnh ha. Dạ. Chứ còn cha không thu một đồng nào hết, nói cho người nhà và bệnh nhân biết như vậy. Dạ. Mình chỉ đến đây là chỉ có tốn tiền sinh hoạt của người nuôi bệnh thôi, hoặc là tốn tiền thuê trò nó thôi, chứ còn ở đây cha không thu một đồng nào hết ha. Dạ. Thì hôm nay 14 tháng 6 thì cũng để biết được là cái sức khỏe cô như vậy và cái thủ tục ban đầu là nhập viện, và cũng báo cho cô biết như vậy đó. Sau một thời gian nữa để xem thử là cô Nghĩa có sự thay đổi gì không cả nhà ha. Dạ. Chúc cô mau lành bệnh nha. Chúc cô mau hết bệnh ha. Rồi cảm ơn. Dạ. Còn sau đây Xuân Dũng xin mời quý cô chú anh chị quý vị khán giả cùng xem những hình ảnh mà tại phòng khám yêu thương cho con của Tra Tường thực hiện một cái buổi khám bệnh vào sáng 14 tháng 6 quý vị nhé. Đau nhẹ không? Có giảm không? Sau khi mà đến chỗ thầy Tiến ở trong đây xong thì bác được chuyển qua cái bên phòng kế bên. Đây ông ngồi đây. Chú ngồi trong cảnh.
này thì tắc tích những người cũng muốn là bỏ tôi tự nhiên sau tôi có bầu mà cứ đông suốt như đây nó tích nhiệt tích huyết cái bọt cái này tháo thông tháo khí huyết như thông âm dương phải cân bằng thì người nó khỏe ngay. Cái này nó làm một cái huyệt nào nó có đổ phản chiếu ra tận ngoài. Thế là các cụ có dạy lại là khuôn mặt mình một rừng hoa, một rừng thuốc, mà rừng bệnh biết mở thì nó dễ. Này cũng uống thuốc tây nhiều cho nên nó tích tụ của những người đã hết rồi. Thế cụ hôm nay cảm thấy há mồm to được chưa? Này bị hoại tử ở cửa chỗ cơ quay thảm mạch. Dạ. Hôm nay thì thấy trông nó dịu đi. Đây. Dạ. Yeah. Nó thoát hết mà, nha. Nó hết nó thay đổi, nha. Không lo đâu, đã về đây không có lo. Thứ nhất là 3-4 phương pháp để giải quyết các độc tố, không phải lo. Những người nào muốn là phải có phúc duyên tương đồng thì về đến đây, vào đây chỉ có nước cửa ra cửa vào. Rơi nước là chịu khó tí nhá.
Hôm nay là người cảm thấy là nó có nhẹ nhõm hay không? Há mồm là tôi đã há mồm to rồi chưa? Thấy bị lâu ngày quá cái cơ này, cái cơ đấy bị hoại tử thế. Yeah. Đây bị hoại tử xong là trong này cái dịch ở nó ở trong này không nên cái động mạch này. Đấy, cái động mạch này thì cái gốc nó nằm ở dưới. Yeah. Và cái gốc nằm đây. Bây giờ là phải mở cái này cho bật ra. Bật nó bẹp ra thì mới nhả được. Yeah. Nhả được thì mới nhả lên quai hàm. Dạ. Nhả quai hàm ra thì bây giờ bấm một cái hệ thần kinh một ngày thì nó mới trở lại mắt nó kéo lại bình thường. Dạ. Yeah. Và các cũng là rất là gặp cái may mắn về đây. Có nhiều bệnh nhân thì bệnh viện là người ta cho về, nhưng mà được cái nào về đến đây thì cái nhất đầu tiên là ra là nhà khoa học đã nghiên cứu ra để giải hết các độc tố của axit tích tụ trong cơ thể. Dạ. Nên là nói chung là nó giải đi những phương pháp mà mở tất cả các đường huyệt mạch. Dạ. Và đây thì cha cho là bằng các cái loại thuốc là cha tự cha trồng. Dạ. Có những cây thảo mộc, mà thảo mộc thì nghe chỗ là những cây thuốc, nên là sẽ tiêu mà nó sẽ giải. Dạ. Nên là như hẳn như là với đông y thì nó trong công ngoài kích. Yeah. Khai thông tất cả các hiệu này. Yeah. Thế còn thì nếu mà lấy đồ hình phản chiếu thì một khi là trong con người thì nó có liên quan rồi nó ăn chéo nhau hết. Thế là hạn như bên này nó đau quá không sờ được thì mở bên phải, bị đau quá thì mở bên trái. Yeah. Bao giờ bên trái ta cảm thấy đau không mất thì chuyển sang bên phải thì nó êm. Yeah. Thì sẽ tác động được. Yeah. Ông cứ chịu khó này hôm nào này bao giờ cái cơ này mà quay được thì là lúc mà châm bắt đầu cái cơ châm cho ông để nó nhả cái cơ cắn không cơ hàm ông ra nhá. Còn bây giờ thì chưa làm được nhá, nó phải đúng được cái thời điểm nào mở được cho ông thì sẽ giúp cho ông hay nhá. Giờ ông đã nói ra ra phát âm ra tiếng chưa? Ra tiếng rồi thì ông vào đây là không có ra tiếng. Dạ đúng rồi, bữa hôm bữa em đưa vô mà. À thế à? Này em đưa vô mà. Cái nắm nắm từ đầu. À, à thế ạ? À? Dạ. Cái này Xuân Dũng đưa vào. Bảo cụ cứ an tâm ở chỗ là về đây là trong cái pháp đồ điều trị của cha rồi là hợp tác với cả bên chuyên môn này nữa thì tôi giúp cho. Dạ. À. Đi à, phát âm có ra tiếng hả? Có. Cứ an tâm. To rõ hơn. Dạ, lần trước cứng ngắt miệng nón ra. Nên là tất cả là nói là không biết thì khó, nhưng biết thì không có gì khó lắm. Yeah. Nhưng biết thì là phải đi sâu cái chuyên môn thì là sẽ có hiệu quả. Nhưng mà ở đây thì là vào 3 trường hợp đúng như này rồi. Yeah. Một trường hợp là tia nặng quá thì là tia 32 mũi là nó chết tất cả hoại tử xung quanh. Oh. Nó chuyển sang bên nó sang bên từ bên phải nó sang bên trái. Yeah. Người đi thì khó cứu vì cái người đấy là không cứu được, chỉ có mạch thông. Bác đây cái là may mắn là chưa có sử dụng cái phác đồ gì hết á. Dạ. Yeah, chưa có hóa trì hóa chất hay là xạ trì gì hết. Yeah. Yeah. Thì nói đúng là trong cái xạ trị cái hóa trị thì đều nó cũng là một cái chất độc để khoanh cái con tế bào lại, nó không có xâm nhập rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Nhưng mà trong cái mạch của con người mình thì nó không khác cái sâm thì nó bị ảnh hưởng đến cái bộ phận những cái tế bào bình thường. Yeah. Mình cứ hình dung là cái quản bước già như nào con người mình trong cái đường mạch đi đúng như thế. Thế nhưng nó chẳng hạn như là nó ngăn mặn một cái mạch nào nó không thông được thì nó cảm được. Yeah. Còn như hạn trên bộ lão mình thì nó không khác gì, nhưng mà ba cái mạng nhện úp ở mình cứ ngẩng đầu lên nhìn thấy cái ba cái mạng nhện úp ở trên bộ sọ là đúng. Yeah. Tôi thì học sâu với những đông y về mặt. Yeah. Tôi thì học cả đông y cả tây y. Yeah. Thì qua các cái lớp mà giải phẫu để bóc tách thì cũng nắm rõ. Yeah.
nhà cũng mở phòng mạch riêng. Dạ. Yeah. Có vườn cây thuốc riêng, phòng yeah. mạch riêng, rồi bào chế, tự bào chế, có hệ thống bào chế tất. Dạ. Yeah. Giờ thì ở nhà thì giao cho thằng con thứ hai. Dạ. Yeah. Vào đây để cùng với cha để cúng người trước đấy. Thì nhẹ là ở ngoài đó là ở tỉnh nào thế? Ở tỉnh Hòa Bình. Gốc thì Hà Tây. Ở Hòa Bình, dạ. Yeah. Gốc thì Hà Tây, bây giờ thì sát nhập vào Hà Nội. Dạ. Yeah. Thế còn đi vào thì ở trong Hòa Bình. Dạ. Hòa Bình thì là ở trong đấy thì tôi là làm bên giám đốc hợp tác xã trồng cây dược liệu và bảo tồn các cây thuốc quý trong huyện Lạc Sơn. Dạ. Cần các 24 trạm xá và ai cần nữa này. Cây gì đứng theo luật của nhà nước là 75 cây thì tôi sẽ phục vụ giúp. Dạ. Để đánh về trong các trạm xá. Dạ. Giờ các trạm xá bây giờ ấy là cả phải là có cả đông tây. Dạ. Nó phải có đủ bộ môn. Dạ. Khoảng tôi đi ra để tổng kết sơ kết ở ngoài tỉnh rồi cũng ôn được về Hà Nội thì là nói đúng chỗ là chủ trương nhà nước bây giờ muốn là đông tây phải kết hợp. Dạ. Yeah. Nên tất cả các cây nói chung là những cây thuốc của Việt Nam mình là rất là quý. Dạ. Yeah. Nhưng mình phải biết cái chuyên môn để mình bào chế và đưa vào trong cơ địa từng người. Dạ. Yeah. Trước chúng tôi học là có hơn 4.000 loại cây thuốc, bây giờ là nhà khoa học nghiên cứu ra thì giờ đến hơn 5.000. Ông ở chính trị một cái cơ này, cơ này chúng ta ăn xuống đây, yeah. ăn ra hai bên, giờ nó cái thi các huyệt đào lên đấy, cho nên là cái này phải lần từ gốc, yeah. lần từ gốc thì mở nó mới ra được, yeah. Bây giờ là nhai vào đây thì nó nhạt, cái cơ này nó rất đau, yeah. nhưng coi nhưng mà nó căng quá nó buốt, thế nhưng mà vẫn buộc cũng phải mở, yeah. Ba giờ nhai vào ông đây mà nó không đau không buốt nữa thì coi như ông đã thành công rồi. Giờ nó tất cả các dây cơ này thì nó tập trung vào một cái kéo, yeah. kéo căng đấy. Những có người là bị vai gáy nên là cơ trước và cơ sau. Nhưng tại sao thì chúng tôi cần là tay nó vung lên vung mạnh đi cái nặng như nào đã phát hiện được được nó ở đằng trước và đằng sau các cái dây mỏng. Yeah. Chịu khó đi nha. Được không? Chịu khó được không? Được hả? Quyết tâm nha. Cái này có ít ra thì ông cũng phải chở được tầm độ đôi năm của ra. Không thể tránh được vì nó đã mọi thứ nó kéo cơ như này mà không phải là ngắn ngày. Yeah. Thì cũng có người thì cầm vào bảo người này không phải là mới, người cỡ con tầm ấy xong bỏ cửa nghĩ ra cũng đến rồi. Yeah. Vì nhưng đã phát ra được như này là không phải nhặt. Yeah. Rồi đi ra ông sang bên chỗ đắp nhá, sang đắp một đắp rộng một như này nhá. Bó thuốc. Sang bó thuốc nhá. Yeah. Nghe khỏe không bác? Khỏe không? Đâu ai đi trước kia nào? Em là phần tử của sau khi mà nó thì qua thầy quý, gặp thầy quý để thầy quý bó thuốc các nhà. Thank you.
dạ. Thấy em thấy nó bớt nhiều lắm. Dạ. Từ cái chỗ này nó sưng mà nó sưng đều dài vậy mà giờ nó rút về cái này thôi. Ở đây nó bớt rồi mà da nó cũng xuống rồi. Dạ, có màu lên. Có màu lên rồi. Rồi bây giờ đi vào lãnh thuốc ha. Lãnh thuốc, lãnh gạo. Dạ bác ngồi, tới ghế ngồi đi. À, dạ vâng. À, trong lúc này đây thì đã có một bệnh nhân tới khám và ra về quý vị ạ. Dạ. Thì Xuân Dũng đứng đây để xem thử là họ đến khám, họ ra về và họ mang theo những gì. Dạ rồi. À, em chào chị. Dạ. Cho hỏi là ở đây ai là bệnh nhân? Chị hả? Sao mà thấy bệnh nhân mà cũng thấy bình thường á. Dạ chị, cho em hỏi chị tên gì ở đâu ạ? Dạ tên Ngô Hữu Lập ở huyện Trăng Bôm, Đồng Nai. Trăng Bôm, Đồng Nai. Dạ. Dạ, chị đang mắc căn bệnh ung thư gì? Ung thư phổi với căn gan. À dạ, chị đến điều trị ở Cha Tường bao lâu rồi ạ? Dạ được 5-6 ngày. 5-6 ngày rồi. Dạ. 5 ngày. 6 dạ. Ngày. 6 ngày. Trước đó thì chị điều trị ở bệnh viện nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ chị đã xạ trị, hóa trị hay là gì chưa? Chưa. Vậy chưa. Hay dạ. Thì xong rồi xuống đây. Dạ. Dạ. Bây giờ chị cảm thấy như thế nào? Nó đỡ. Nó đỡ ha. Dạ. Dạ. Thì từ khi mà chị về đây thì bên các thầy và cha điều trị có thu tiền chị đồng dạ, nào không, chưa? Không lấy gì hết. Không lấy gì hết trơn hả? Dạ. 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 Cho em hỏi là khi mà chị đến khám như vậy thì các thầy còn cho chị mang cái gì về nữa? Cháo đâu? Đó. Cháo. Cháo. Không phải, đây là gạo để về nấu cháo. Gạo ba gói thuốc à, sáng trưa chiều hả? Dạ, sáng trưa chiều ba gói à, và gạo để về nấu cháo nano. Dạ. Còn đây là nước nữa, nước này là nước kiềm. Dạ, nước kiềm, nước kem gần á. Dạ, là hoàn toàn là miễn phí luôn, hoàn toàn miễn phí à vậy hả? Đấy đấy cả nhà, khi đến với cha thì các thầy và cha khám bệnh xong rồi phát thuốc miễn phí, rồi hỗ trợ chữa bệnh miễn phí, rồi còn cho nước này là nước ion, nước kiềm quý vị nè, ion kiềm đó, nước kiềm này nước kem gần để về để hỗ trợ cho bệnh nhân nấu cháo nano và thảo dược nano đó. Dạ. Rồi chị đang thuê nhà trọ ở đây đúng không ạ? Dạ, ở phố ngoài đường. Ở ngoài đường xa hả? Dạ. Một tháng người ta lấy bao nhiêu tiền? Dạ 2,5 triệu. 2,5 triệu ha. Dạ. Đúng rồi, bây giờ ở đây này nó phải nhà trọ ở đây thì nó cũng vậy đó, người ta cũng lấy tiền cũng không phải như là đúng rồi. À, trên đấy 2,5 triệu thì tiền điện tiền nước là người ta bao hết cho à, mình bao hết cho mình luôn. Dạ. À vậy cũng đỡ, không có phải tốn tiền điện tiền nước như này kia. Rồi em chúc chị Lập được mình khỏe ha. Dạ. Nhanh chóng bình phục để về với gia đình ha. Dạ. 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 Dạ.